Hello, welcome to my channel. Nay sẽ chơi game Dino Robot Transformation mới tải luôn. Ok, let's go. Survivor mode, level 1. Chiến luôn. Style. Khủng long gì đấy mọi người. Wow. Tím, vàng, xanh. Đó nha. City đi nhỉ. Gì đây? Ôi. Ôi, 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 ôi. Quay bắn toàn trượt thôi, thế lại à? Ok, qua đây là một rồi. Lách. Biết rồi nha. Biết thì không long ý. Rồi. Rồi. Quá. Qua nơi mặt hai à? Hơi dị, hơi dị, hơi dị. Rồi. Ra đây lộn mạng lên. Nhà đang vội. Nhà đang vội. Khê. Khê. Ó. Hơi dễ ở trên đường cơ mà. Cắm chết mày. Tiền tiền tiền. Đâu còn nào nữa à. Ấy trượt trượt. Mấy nu xem nào. Chưa mở được à? Thôi ngại chơi tiếp. Thôi, bây giờ chơi nó tính nha. Ủa? Nó tính đi nè, nó tính nè. Cảnh sát này. Đấm tay bo mày luôn này. Để cái gì kìa. Xuống ngắm mà nói nha.
Em thấy đằng sau có hàng ở đấy, cứ từ từ đợi đấy. Hết mắt như cái người này đâu à, làm sao được mày mày anh nghe thấy tiếng súng rồi. Trời ơi, hơi dễ. Nộp mạng này. Ủa, không chết kìa. Rồi. Mình phu xe cảnh sát luôn rồi. À, bắn mấy cái xe này cũng được nè. Mà phải bảo vệ thành phố chứ nè. Làm gì chết. Gì nha. Hơi nặng. Ok. Không kịp bắn chết đằng kia luôn. Đây à. Robot này hay cùi. Đây, đằng sau. Ủa? Hơi easy nha. Đâu rồi? Ở đây nộp mạng. Dễ quá mà. Cái bình giấy này rồi đâu anh nghĩ thế thôi.